Bây giờ anh ở đâu? Trong trại cải tạo nơi rừng thiêng nước độc, hay ngậm ngùi nổi trôi theo kiếp sống tha hương? Chiến hữu anh ngày xưa đã tung hoành trên khắp bốn vùng chiến thuật, từ Bến Hải tới Cà Mau. Chiến hữu anh trong ba quân chủng hải lục không quân, trong những đại đơn vị bách chiến bách thắng, đã lập bao nhiêu chiến công hiển hách, lẫy lừng quân sử, bạt vía giặc thù. Có người còn để thân xác lại nơi Charlie, nơi Khe Xanh, nơi Bình Long An Lộc. Và Dạ Lan biết, giờ đây còn có những người vẫn còn đêm đêm ghì tay súng nơi rừng khuya, nhìn ánh sao trời, nuôi mộng Lam Sơn, hẹn một ngày về giải phóng quê hương Việt Nam thân yêu. Chúng tôi, những người Việt hải ngoại, vẫn còn nhớ đến các anh, người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, và mãi mãi còn đi tìm anh với bước chân ngàn đời kiêu dũng theo nhịp bước quân hành.
tiền hay rừng chuyện tình thời chinh chiến đã trở thành kinh điển trong thi ca và âm nhạc, như câu chuyện của thi sĩ Hữu Loan khóc vợ Lê Đỗ Thị Ninh, bàn tay nhỏ vẫy chào phía trời xa, hình bóng yêu thương năm nào của người em gái nhỏ thơ ngây tiễn chồng đi chinh chiến. Màu tím bên đồi sim như màu áo em ngạt ngào trong chiều xa tít. Bài thơ có câu: lấy chồng chiến binh, mấy người đi trở lại. Mà nhớ khi chàng không về, thì thương người vợ chờ bé bỏng làng quê.
một người đi chưa về nhà.